Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì chúng ta cùng so sánh và đánh giá lên mua sản phẩm tủ lạnh của thương hiệu Hitachi cho hai model sản phẩm là WB640, PGV1 hay là các dòng sản phẩm là FW690, PGV7X. Hai dòng sản phẩm này có giá thì khá là tương đồng nhau anh chị nhé. Cái chênh nhau tầm độ vài triệu thôi, nhưng mà chúng ta có những cái dòng tủ mà được thịnh hành nhất trên thị trường. Với các dòng tủ Hitachi thì trên 20 triệu thì đây là hai dòng sản phẩm mà BM bán cực kỳ là tốt mọi nhé. Và các bác lựa chọn rất là nhiều. Một cái model có thiên hướng hiện đại đó là con 640 PGV công, CWAC 640 PGV1. Còn một con là thiết kế cổ theo hồi xưa, đó chính là con FW690 PGV7X. Hai dòng sản phẩm này thì đều có công nghệ là làm lạnh nhanh cũng như là có thêm cả làm đá tự động anh chị nhé. Em đang kê cạnh nhau ở đây. Cái con mọi người nhìn thấy trước mắt đây là con FW690 PGV7X. Còn phía bên này là con 640 PGV1. Với cái kích thước thì anh chị có thể nhìn thấy sơ quan thì với cái chiều cao của hai dòng tủ này cũng khá chỉ là giống nhau. Cao là 1m80. Tuy nhiên thì với phần mặt trước của con 640 PGV1 là 90cm, thì đối với sản phẩm tủ của bên Hitachi thì cái kích thước của dòng tủ này chỉ rơi vào là 85-86 thôi anh chị nhé. 85-86 rồi. Cao là 1m83. Cao 1m83. Các dòng sản phẩm tủ này thì với kích thước của nó, chúng ta sẽ nhìn thấy là con 690 PGV7 nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đó chính là 85-86. Còn con kia là 90-91 anh chị nhé. Thì với kích thước này thì chúng ta sẽ có cái khu vực phòng nó phải tương đối là rộng một chút. Với tầm 95cm thì anh chị kê được con PGV1. Hoặc là con 90cm thì anh chị kê được con 690 PGV7. Đây là kích thước. Cả hai con đều được sở hữu cái thiết kế đó là trần thiết kế bằng mặt gương ở phía bên ngoài anh chị nhé. Với PGV1 thì được thiết kế mặt gương tràn. Nó sẽ tràn phủ 4 mép của phần tủ anh chị nhé. 4 mép của một cái cánh nó sẽ phần tràn dài đều như thế này. Đúng không? Còn đối với con FW690 PGV7 thì nó không được tràn ra phía bên ngoài này. Nó chỉ ở phía bên nếp trong này thôi. Và nó có thêm một cái tay nắm ở đây. Đúng không? Cái điểm nhấn như là cái tay nắm này. Thì khi mà anh chị mà nhìn sơ quan thì với con 640 PGV1 ấy, thì nó thiết kế cái mặt của nó nhìn rất là to. Còn với FW690 PGV7X thì nó thiết kế nhỏ hơn. Và cái phần mặt gương của nó nhỏ hơn. Nó lại có thêm cái khe này. Hơn nữa tủ này cũng nhỏ hơn tầm độ 5cm anh chị nhé. Chính vì vậy mà chúng ta nhìn nó càng nhỏ hơn đúng không ạ? Nhìn rất là nhỏ và nó cao. Cái con này nhìn nó sẽ thấp hơn. Còn đâu đó thì về phần thiết kế thì mỗi con có một cái đặc điểm riêng. Đây cái tay nắm nó sẽ nằm ở phía bên này của con PGV7X này. Đấy, mở ra rất là nhẹ nhàng anh chị nhé. Còn đối với WB640 PGV1 thì tay nắm nó sẽ nằm phía dưới này. Anh chị kéo ra kéo vào. Rất là đẹp anh chị nhé. Thiết kế với dung tích là 569 lít cho con 640. Và con dung tích là 554 ml cho con PGV7X 690. Hai dòng sản phẩm này thì thiết kế một con ở phía ngăn đá phía trên là con 690. Và con 640 thì ngăn đá ở phía dưới anh chị nhé. Có hai sự khác trao đổi. Anh chị có thể lựa chọn một trong hai cái mẫu này nếu mà thích ngăn đá trên hoặc thích ngăn đá dưới. Với bảng điều khiển thì con 690 chúng ta sẽ làm bảng điều khiển điện tử phía bên ngoài anh chị nhé. Còn đối với 640 PGV1 bảng điều khiển nằm ở phía bên trong như này anh chị nhé. Đó, phía bên ngoài mặt của bên con 640 PGV1 thì nó không có ánh kim tuyến như này. Đấy, mặt màu đen trơn. Còn đối với 690 PGV7X có mặt kim tuyến nhỉ, nhìn rất là đẹp luôn. Đúng không? Hàng đều xuất xứ ở bên tại Thái Lan. Công suất của con này sẽ là 140W. Còn đối với con 640, hàng xuất từ tại Thái Lan, công suất 150W anh chị nhé. Cũng tương đồng là giống nhau thôi. Hệ thống chúng ta có hệ thống làm lạnh nhanh, inverter tiết kiệm điện, hệ thống quạt kép anh chị nhé. Còn cả hai con đều thưởng cái công nghệ đó. Tiết kiệm được điện năng, làm lạnh cực nhanh và không cần ổn áp, giữ được lạnh sâu hơn là 12 giờ. Còn đối với dòng này, tiết kiệm được điện năng, giữ lạnh nhanh hơn, không cần ổn áp và làm lạnh nhanh hơn là 15 giờ.
Thì đối với con này nó sẽ cao hơn, đó là dòng Hitachi 640 PGV1 với công nghệ là của nó cao hơn. Chính vì vậy mà nó giữ lâu hơn được 15 giờ, còn con này là 12 giờ. Khi mà chúng ta bị mất điện chị nhá, thì nhiệt độ làm lạnh của nó vẫn giữ được. Ngăn chuyển đổi thì đối với dòng tủ này, ngăn chuyển đổi thì chúng ta chỉ có một ngăn chuyển đổi từ cái nhiệt độ là 5 độ C về 1 độ C thôi. Bằng cách này chúng ta sẽ chuyển đổi cái ngăn rau củ quả đây thôi. Một cái ngăn ở phía dưới này này. Đây. Anh chị có cái ngăn này thôi. Còn đối với PGV1 thì anh chị có thêm ngăn chuyển đổi đa năng, nó nằm ở phía bên này. Đấy, ngăn chuyển đổi đa năng của chúng ta là từ ngăn đá thành ngăn đông mềm anh chị nhé. Cái ngăn này ở dưới này chắc chắn là ngăn đá rồi. Tuy nhiên thì anh chị có thể biến cái ngăn đá này thành ngăn đông mềm được anh chị nhé. Đấy, đá tự động này. Con này cũng đá tự động và con kia cũng đá tự động anh chị nhé. Đá tự động đây anh chị nhìn thấy có hộp đá tự động đây. Và phía trên này chúng ta có ô để mà chúng ta đổ nước làm đá. Đây chính là ô là đổ nước làm đá. Con phía bên này PGV7 chúng ta cũng sẽ có ô đổ nước làm đá, sẽ nằm ở phía bên trên này. Cái ô này thì nhỏ hơn đúng không ạ? Bé hơn. Ô kia thì to hơn. Đấy. Phía làm đá thì nó sẽ nằm ở phía trên này. Mấy con này ngăn đá trên automatic, còn phía dưới cũng tương tự như thế anh chị nhé. Tuy nhiên thì đối với PGV7, ngoài cái không gian ngăn ra giống của bên kia ra, thì chúng ta có thêm đó là cái khu vực cánh này, nó có thêm một cái ô để chúng ta nằm đổ nước nữa. Cái nước này để làm gì ạ? Ô này để chúng ta lấy nước bên ngoài anh chị nhé. Để chúng ta lấy nước bên ngoài, chúng ta đậy vào. Nước bên ngoài chúng ta chỉ cần gạt cây cật này thôi là nó sẽ ra nước đúng không ạ? Thì đối với hệ thống xử lý của bên tủ của bên Hitachi những cái năm trước thì nó thiết kế khá chỉ là cồng kềnh. Còn những dòng tủ đời mới bây giờ nó không thiết kế cồng kềnh như thế này nữa. Đấy, đời mới của Hitachi họ sẽ thiết kế qua các dòng tủ khác, họ chỉ cần thiết kế một cái hộc nước đẩy ra ngoài thôi, nó đơn giản thôi. Còn bây giờ là thiết kế nó không giống hồi xưa, đây là thiết kế mẫu hồi xưa rồi. Nếu những cái khu vực ở phía khoang bên trong thì cả hai con đều được không gian khoang rộng anh chị nhé. Không gian rất rộng luôn. Con này sẽ có 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng và 4 tầng. Con bên này thì ít tầng hơn. Con này nó chỉ có 1 tầng, 2 tầng và 3 tầng thôi. Đúng ạ. Không gian phía dưới thì nó sẽ dành riêng cho các khu vực là các cái ngăn nhỏ này. Đấy, chúng ta chia nhỏ các thực phẩm ra. Đấy, rất nhiều các ngăn rau củ quả, thực phẩm khác nhau. Còn đối với PGV Chiwax 690 thì nó không chia nhỏ như vậy, nó chia làm những cái khoang lớn như thế này. Đó. Hai khoang lớn anh chị nhé. Hai khoang lớn dán bằng dính không? Hai khoang lớn anh chị nhé. Và không gian cánh thì cũng tương đồng như nhau với các cái khu vực học sửa đồ. Và ngăn đá ở phía trên thì có con 690 là chúng ta sẽ có khu vực để mà để thêm đồ. Còn đối với ngăn đông của phía 640 thì chúng ta không có khu vực để đồ. Và thay vào đó thì khu vực ngăn đông của bên Hitachi sẽ thay thế bằng các cái ngăn kéo như này. Kéo ra kéo vào rất là tiện lợi anh chị nhé. Nó chỉ có 4 ngăn kéo và 2 ngăn kéo mở phía trên. Đúng không ạ? Còn đối với PGV7X đấy, thì đây nó sẽ có các cái khoang trống như thế thôi. Đấy, nhìn thì sơ quan tổng quát thì nếu mà cái khoang ấy, khoang của con khoang ngăn đá thì chúng ta sẽ có ngăn đá của con 640 nó sẽ rộng và to hơn. Còn ngăn đá của con 690 ở trên nó nhỏ hơn, đúng không ạ? Chỉ có hai khoang thôi, bên dưới rất rộng luôn, 640 rất rộng luôn. Còn ngăn chính vì vậy mà cái ngăn mát của con 690 nó sẽ được có 4 khoang ở phía trên và 2 ngăn rau củ quả ở dưới. Còn đối với 640 chúng ta chỉ có 3 khoang thôi và 2 ngăn rau củ quả ở phía dưới. Đúng không ạ? Chúng ta đẩy phía ngăn đá lên và thu cái bên này thì đẩy ngăn đá lên để chúng ta tăng cái ngăn mát. Bên này thì ngăn mát nó nhỏ hơn đúng không ạ? Ở hai dòng sản phẩm tủ lạnh này thì mọi người yêu mến một trong hai mẫu nào? Một thiết kế theo kiểu hồi xưa, một thiết kế theo kiểu hiện đại. Đấy, giá tiền thì đang bán chênh nhau tầm độ vài triệu thôi. Một con là 26 triệu và một con 690 PGV7X thì hiện tại BM đang bán trừ hết quà đi cho anh chị, nó còn rơi vào là 1,2 triệu, nó còn vào độ hơn 22 triệu anh chị nhá. Một con là hơn 22, một con là 26 hơn một tí, mấy chục nghìn cho là 26 và 22. Anh chị có thể quan tâm một trong hai mẫu này, chênh nhau tầm 2 triệu rưỡi cho các dòng sản phẩm tủ của bên Hitachi. Con FWK690 PGV7X và một con là WB640 PGV1 đúng không ạ? Đều là màu đen anh chị nhé. Con 690 thì anh chị chỉ có màu đen thôi, còn đối với con PGV1 thì anh chị có hai màu, một màu đen hoặc là anh chị có thể lấy màu xám như này. Đây là con màu xám này, thiết kế màu xám nhìn rất đẹp luôn. Con này là con PGV0 nhá, nhưng mà con màu xám của con PGV1 cũng tương tự như thế, nó bỏ cái phần
bản điều khiển này đi thôi, đúng không ạ? Ok, thì các bác nào yêu mến thì có thể qua trực tiếp showroom bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội để đặt hàng. Website của bác.vn, số điện thoại 0974178586 để đặt hàng. Các sản phẩm này em giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí 20 km đầu tiên, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà và hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày đầu nếu gặp lỗi của nhà sản xuất anh chị nhé. Ok, thì em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo nhé.